luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Cùng với đó là nhiều những huyền thoại. Đánh đầu, cơ vào. Tình huống tham gia tấn công hay của Đặng Chính. Nhưng đó là một tình huống đánh đầu hụt rất đáng tiếc. Đặng Chính đang lên công về thở rất hay. Đặng Chính. Cơ hội. Đây rồi. Vượt cổng lòng. Lại 1-0 dành cho các cầu thủ nhà. Bàn thắng thứ hai trong giải đấu này của Việt Cổng Long. Một tình huống phản công mẫu mực, một tình huống phản công đầy tốc độ của các cầu thủ nhà. Rất đáng tiếc, Đức Bến. Tốc độ là không đủ để có thể vượt qua được Việt Cổng Long. Việt Cổng Long được mở cánh thoáng dành cho Đăng Chính. Đường trượt dài, rất chính xác. Siêu phẩm đến từ vị trí của Lê Quốc Tấn. Một tình huống bước một cực tốt và cú bắt bồ lề không thể cản phá. Nhưng người có công lớn nhất vừa rồi đó là chính là Đăng Chính. Một pha kiến tạo quá tuyệt vời từ sân nhà, 2-0. Một tình huống chạm bóng tinh tế để loại bỏ hậu vệ bên phía cao thủ Hồ Cách. Và sau đó là cú xuống biên dứt điểm. Quốc Phương! Bàn thắng thứ hai của Quốc Phương trong giải đấu này và đưa trận đấu lên thành 3-0. Cách biệt được tạo ra là 3 bàn rồi. Và thay người. Việt Cổng Long là cầu thủ đưa ra sân. Việt Cổng Long. Anh đã được cho ra để nghỉ ngơi và thay vào đó là sự quay trở lại của Đức Ngọc. Một trận đấu rất hay của Việt Cổng Long, một bàn thắng. Thì hình mà hơi thừa cân, chính vì vậy mà tốc độ cùng với những pha xử lý bóng nó sẽ không còn mượt mà giống như xưa nữa. Nhưng anh vẫn rất nhiệt tình để tham gia những giải đấu thể thao và đó có thể ổn định và tăng cường sức khỏe. Các Tuấn rất hay, chân phải. Cầu vào. Một cú dứt điểm. Các Tuấn đây rồi. 4-0. Bàn thắng thứ 3 để đưa Các Tuấn sánh vai với những tiền đạo hàng đầu giải đấu này. Bàn thắng đầu tiên của Các Tuấn trong trận đấu này để đưa tỷ số lên thành 4-0. Rút ra những con bài quan trọng. Nhưng cao thủ Thụy Lôi vẫn cho thấy một sức mạnh quá đáng nể. Nhìn đội khách thì họ đã đánh đi, đánh mất đi tinh thần. Thế đây rồi, xuất thôi, cơ hội, được chuyền, cơ hội, vào, 5-0 rồi. Xuân Hội đã có một pha kiến tạo, đó cũng là một điều rất tốt rồi. Đã rất lâu rồi khi mà Xuân Hội chưa thể có những bàn thắng này, tình huống kiến tạo những trận đấu đỉnh cao như thế này. Và Trương Quyền cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Máy động ra quân với bộ trang phục áo xanh sọc trắng, quần đen và chấm giữ không thành bên phía tay phải. Màn hình nhỏ các bạn, trận đấu đang được phát trực tiếp trên fanpage của người chuyên lửa bóng đá phong trào nông thôn, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Các bạn hãy truy cập và cho các thầy vào. Tú, trận đấu chưa kịp đáng bàn thắng đã đến với siêu phẩm của Tú Eto. Một cú dứt điểm rất lạnh lùng, cú dứt điểm chéo góc quá hiểm hóc, và Tú Eto đã không cho Nguyễn Trọng một cơ hội nào để cản phá cả. 1-0. Cú dứt điểm quá nguy hiểm, quá đẳng cấp. Hải Đồng cũng là một đội bóng không hề đơn giản, mất bóng nguy hiểm. Việt Bác Sĩ 2-0. Và người dọn cỏ cho Việt Bác Sĩ không ai khác lại là Tú Eto. Không chỉ sở hữu một khả năng săn bàn sát thủ, Tú Eto còn là một trong những người có khả năng dọn cỏ quá tuyệt vời. Ba không rồi.
Nghiêm Sướng, vẫn là Nghiêm Sướng, đường chuyền rất hay, cơ hội Nguyễn Trọng, bàn thắng giúp đá tỷ số nó còn 1-3, rất quan trọng dành cho thủ Mai Động. Cuối cùng thì lưới của cao thủ Từ Sơn đã rung lên. Lần này thì Quang Mạnh đã không thể trở thành người hùng ở tình huống đối mặt thứ hai trong trận đấu này. 1-3. Đã có bàn thắng rồi. Rất bất ngờ. Một tình huống đá biên và sau đó là một pha chạm. Vâng, sẽ có tình huống tham khảo và trong tình huống đá biên vừa rồi xem có chạm cầu thủ nào không. Chúng ta sẽ chờ đợi. Tài đã xác định bóng chạm vào tay thủ môn. Hy vọng rằng các anh em chúng ta hãy hết sức bình tĩnh. Nguy hiểm vào! Đó là giá trị của bom tấn Tú Eto. Không thể cản phá. 4 phút bù giờ trận đấu thứ hai. Cú hat-trick của Tú Eto trong trận đấu này để đưa cao thủ Từ Sơn 8-3 Từ Sơn dẫn tỷ số lên thành 4-2. Nghiêm Sướng đã làm tất cả. Nhưng Nghiêm Sướng thực sự là không thể đối đầu với Tú Eto. Đơn giản là Tú Eto quá xuất sắc. Quá ảo trình so với phần còn lại của giải đấu này. Việt Messi. Vẫn là Việt Messi, đường chuyền dành cho Tú Eto không? Wow! Cú đúp của Việt Messi. Bộ đội xuất sắc nhất của cầu thủ 8-3 Từ Sơn 5-2. Và solo đẳng cấp của Việt Messi. Và Tú Eto đã quay tay rồi. Cú sút. Cầu vào! Rất bất ngờ. 1-0 dành cho những chú gà trống đến từ miền Đông nước Anh. Bất ngờ đã xảy ra trên sân rộng Ngọc Đăng khi mà đá môn đồng hành có bàn thắng trước. Nhà đây rồi, có tình huống để mất bóng hơi sai lầm vào phòng ngự của cao thủ Phố Mã một lần nữa phải trả giá. Và người đã trừng phạt sai lầm đó là Kiên Nhung. Một pha đối mặt và đi bóng qua cả thủ môn Xuân Hùng để đưa trận đấu lưới rộng thêm tại hai bàn cách biệt. Rất bất ngờ. Nhưng ngày hôm nay họ cũng đã chơi với tất cả những gì là tốt nhất của mình rồi. Rất đẹp và khoảnh khắc xuất thần. Và người ghi bàn không ai khác đó là ngôi sao trẻ Đức Tuấn. Tài năng trẻ của bóng đá Phố Ba. Sinh năm 1986. Vâng, sẽ Phố Ba. Trưởng Sâm Cầu đã được rút ra để nghỉ ngơi. Vâng, như vậy là bàn thắng đã được công nhận. Tỷ số là 1-2. Quá đáng tiếc. Đã không thể có dấu chấm hết. Mất tồn. Một đoạn kết quá kịch tính hấp dẫn. Rất hay, Văn Tú. Chân phải, không vào. Những phút thi đấu cuối cùng và sai lầm. Sai lầm thì cuối cùng đã đến với cao thủ 81 Đồng Anh. Họ đã không thể bảo vệ được những thành quả của mình. Vẫn còn, tỷ số bây giờ đang là 2-2. Thay người, để trọng tài cho thủ 81 Đồng Anh thay người Việt Nghĩa Long thủ đưa ra sân. Và vào sân đó là Thao Do Lá. Kiên Nhung! Lần thứ 3 trong trận đấu này, chúng ta phải hô vang tên Kiên Nhung. 1-0 dành cho các thủ 81 Đồng Anh. Đức Tuấn sẽ đối đầu với Andy Trần Hối. Vào! Quá lạnh lùng. Và người thực hiện loạt sút thứ hai dành cho cao thủ 81 Đồng Anh không ai khác đó là Andy Trận Hởi.
đâu vào. Andy Trần Hởi đã không thể chiến thắng được người đứng cùng vị trí mình, đó là Huy Liệu. Huy Liệu, anh sẽ phải làm tốt. 2-1. Không thể cản phá, cũng rất mạnh của Đức Trung. 2-2. Ngôi sao mang lại niềm hy vọng cho khu phố 3 sau cú dứt điểm để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cầu vào! Văn Phú đã không thể chiến thắng được vị trí của Andy Trần Hởi. Và bàn thắng gỡ hòa thì Văn Phú cũng không phải là người ghi bàn. Số đang là 2-2. Hai bên đều quá quyết đoán. Sút đi vào góc chết của Tào Sỏ Lá. 3-2. Gặp trực tiếp chúng tôi để tạo thêm những động lực. Cầu vào! Rất đáng tiếc, cú dứt điểm lên trời của Duy Hiệp. Duy Hiệp đã đá bay đi cơ hội để san bằng tỷ số. Hồng Hoài đối đầu với Huy Liệu. Hồng Hoài, cầu vào! Quá xuất sắc đến từ vị trí của Huy Liệu. Đức Tuân thành công, chúng ta sẽ bước tới những loạt penalty 1-1. Không kể cản phá, 3-3. Rất bình tĩnh cho bản lĩnh đến vị trí của Khương Châu. Liệu rằng Trần Hởi sẽ là người hùng hay Huy Liệu sẽ là tội đồ? Tấm vé lịch sử của cao thủ 81 Đồng Anh, cao thủ phố 3, đã chính thức trao tấm vé dành cho cao thủ 81 Đồng Anh với cú sút penalty đi ra ngoài đến từ vị trí của Huy Liệu và Nguyễn Đức. Đều là những cú nguy hiểm vào. Rất bất ngờ. 1-0 dành cho thủ 83 Yên Phong và người ghi bàn đó là ngôi sao Chất Chim. Cú đá biên thẳng vào khung thành và bóng đã chạm vào đầu vệ bên phía các thủ đồng kỵ để mở tỷ số bàn thắng này rất sớm. Trận tứ kết thứ tư và kịch bản nó cũng rất giống với trận tứ kết thứ ba, vô cùng kịch tính và hấp dẫn khi mà bàn thắng sớm đã đến rồi. Nhưng mà Yên Phong vẫn đang thi đấu quá tập trung, mọi đường bóng vào khung thành vô tố. Đã có tiếng còi rồi. Liệu rằng các thủ đồng kỵ có thể làm tốt hơn ở những tình huống trước đó không? Chúng ta sẽ chờ đợi. Đang có những bàn bạc đứng trước bóng đang là Vũ Tú. Pha phối hợp rất đẹp. 1-0. Bàn thắng rất đẹp mắt sau pha phối hợp vừa rồi. Và người ghi bàn đó là Vũ Hùng. Cú dứt điểm không thể cản phá. Đặng Dũng đã bày người hết cỡ rồi. Nhưng nó chỉ tô điểm cho vẻ đẹp của bàn thắng này mà thôi. 1-0. 2 phút bù giờ đang trôi đi. Anh em hãy gọi anh em bạn bè của mình vào đi ạ. Nguyên Lý, chuyện gì đang xảy ra đây? Một tình huống bất tập trung nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ 83 Yên Phong. Và họ đã bị thủng lưới rồi. 2 phút bù giờ đang trôi đi. 2 phút bù giờ đang trôi đi và tỷ số bây giờ là 2-1.